Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tân Kinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý mua bán trao đổi thiết bị âm thanh và có thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha. Anh em có dàn nhạc thanh lý cần bán thì alo số điện thoại 0787979286 ha. Địa chỉ của em là ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh đó. Thì anh em có cần nhu cầu mua bán trao đổi thiết bị âm thanh thì alo giùm em ha. Thì hôm nay em có về được một con Mancura anh em nha. Cura cái đời này là cái đời nguồn tăng phô anh em nha. Đó. Cura mạch cờ lắc khắc ha. Mã là KA 4800, con này bán anh em 5.500.000, một kênh đúng là 800W anh em ha. Đó. Công suất ở chế độ 8 ohm. Con này thì cũng thể là đánh 2 súp và 4 full được anh em nha. Đó, 2 súp và 4 full quýnh ok. Công suất cái con này thì nó cũng ngang ngang với mấy con K10S anh em, ủa K10LUT anh em ha. K10LUT thì nó cũng là 800W một kênh. Đó. Thì con này nó cũng ngang ngang công suất vậy. Con này thì nó là 5.500.000 một con anh em ha. Thì mấy con men 4 kênh hàng mới thì em cũng còn mấy con anh em. Men hàng mới thì em còn cái mã là Z1003 Pro nè anh em ha. 1003 Pro thì con này là 7.000.000. Hoặc là cái con bên đây cũng là cái mã men mới bên em, cái mã này là V3Z1006 nha. 1006Z nè anh em ha. Mặt phay nhôm nè anh em, quay thấy em chẳng luôn ha. Tay chỉ nè thấy không. Con này bán cho anh em giá là 7.000.000 đồng. Mấy con men mới này thì em bảo hành cho anh em là 1 năm anh em ha. Đó, bảo hành 1 năm cho anh em. Phân cần full đôi. Phân tần full đôi này thì gắn quả tiễn phi thiền ok này anh em ha. Phân tần này giá là 900.000, BA215, tụ đen anh em thấy không? Là tụ đen này thấy không? Tụ rất là đẹp nha. Hoặc là cái mã BA5 thì em hay gáp full đơn anh em, giá là 550.000 ha. Miro mới thì em có dòng Miro ETC. ETC mã này 4 gâu. Cái dòng này thì em cũng gáp khá là nhiều vàng anh em nha. 2.500.000. Miro này 4 gâu sống rất là tốt anh em nha. Con này thì bao sống cho anh em. Để dành cho anh em đi sự kiện được ha. 2.500.000. Hoặc là có cái mã là đây là cái quản lý nguồn hàng mới. Quản lý nguồn hàng mới thì 1.100.000. Cũng là của ETC. Hoặc là anh em lấy cái dòng Miro mới Bayer tay da cá này. Bayer anh em ha. Bayer này là hàng nội địa nè. Đó. Một bộ là 2.000.000 cho một bộ nha. Đó, một bộ là giá là 2.000.000 cho anh em sử dụng ha. Và tiếp theo thì em có là dòng mấy dòng ro mới. Ro mới thì nói chung là cái kho hôm nay thì nó hơi chật quá, em không để ở ngoài anh em nha. Cái lo từ đỏ, đỏ này thì bán đá là 1.700.000. Lo 40 từ 190 là con 75. Đây là có biểu đồ Made in China ha. Made in China nè. Lo Trung Quốc không phải lo Việt Nam anh em nha. Đó. Thì cái này bán cho anh em giá 1.700.000 từ 190 con 75 bass 40 giá 1.700.000. Hoặc là cái dòng 30 này, 30 Neso này bán cho anh em giá là 1.500.000 ha. Đó Neso này. Gấp phi thiền quả tiễn cho ra cái chất âm khá là sáng anh em nha. Cái vàng quả tiễn bên đó thì em đang gắp cho bát này anh em nha. Bát này. Nói chung là mình đừng có quan trọng là neo hay thường, nhưng mà mình gắp chất âm ok, giá tiền tầm trung cho anh em là được. Còn anh em muốn gắp cao cấp, muốn gắp quả tiễn thì mình gắp cho anh em quả tiễn ha. Quả tiễn mà neo cũng được mà thường cũng được. Nói chung là gắp mình tài chính mình có nhiêu mình làm nhiêu anh em ha. Ngoài đây là cái lô này là lô bát súp 50 từ 220 con 100 của RCF Đức Lòi Viền Xanh. Mã là L8B400 nè anh em ha. Một cặp như thế này bán anh em giá là 3.000.000 đồng. Hoặc là cái mã 25 này. Mã 25 này thì chuẩn bị là về em gáp culum anh em nha. Đó, 25 này về cáp gáp culum 1.200.000 một cặp anh em ha. Con 65. Con 65 nha. Đó, cái này thì nếu mà mình gáp lên một bộ culum mới thì nó tầm khoảng là 6.000.000 mấy. 6.000.000 mấy một cặp. Để em chuẩn bị nhập cái lô vỏ culum về em gáp cho anh em nha. Giá rẻ. Vàng X5 thì em có là Vina X5. Vina X5 này thì 2.200.000. Yamaha này thì 800.000 anh em ha. Con X5 này. X5 này là mặt X5 nhưng mà ruột nó là ruột Hugo anh em nha. Bán cho anh em 1.300.000 cho một cây X5 này. Phần mềm chạy đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt ha. Chống hú thì em có là chống hú Bosa 6.0 luôn anh em nha. Đó, nó chống hú thì đây. Chống hú 6.0. Bán cho anh em giá là 700k ha. 700.000 cho một cây Bosa chống hú 6.0. Hoặc là van cơ lê số có MUF DSB9800 bán 700.000 cho một con luôn. BF Audio A1000 bán 700k luôn ha. 700.000 cho một con. Và đây Idol 100. Idol 100 này thì bán anh em giá là 600.000. Idol 100 phía dưới này bán anh em cũng 600.000 luôn. Em nói rõ trước khi bán hàng cho anh em, mấy cái hàng nhẹ này là em không có cọc anh em ha. Em không cọc. Nhưng mà những anh em nào mà nói chung là tự nhiên mua hàng xong nói mua hai cây này để anh 1.100.000 đi bao ship, rồi ok mình chốt cho hai cây 1.100.000 bao ship, xong lại nhắn lại nói thằng kia nó không mua cứ ngơi thôi gửi anh cây thôi, thôi khỏi mua luôn đi anh ha. Đó, khỏi mua luôn, tại vì mình đóng hàng mình gửi đi rồi tốn thời gian của mình ha.
rồi xong nói lại nói là không mua nữa, không mua thì khỏi mua luôn, nó mua một cây chỉ tốn thời gian. Rồi đây một cây vang này, một cây vang này bán cho anh em giá là 500k, 500 cho một cây vang cơ lai số 7. Mấy cây midi vật 4 thì còn phía trong anh em, midi vật 4 thì còn đây nè, 223 giá rẻ một cây 400.000 thôi đó. Midi vật 4 thì bán anh em 800.000, còn để phía trong anh em ha, hơi tối. Hoặc là lọc xì, lọc xì thì em có là cây lọc xì ạc lì ha, lọc xì ạc lì này thì bán anh em giá 1 triệu nè đó, lọc xì Mỹ nha, USA mà giá chỉ có 1 triệu thôi. Hoặc là cái dòng Vina V610 này thì 1.100.000, 1.100.000 thôi ha đó, thì giá rẻ cho anh em. Ở đây em còn quên còn một cái máy bãi, một cái máy bãi bán giá rẻ cho anh em về sử dụng, hoặc là mình muốn làm gì làm ha đó. Tự nhiên em lục đâu ra trong kho còn cái máy bãi, máy này là máy cắt nhôm anh em nha, máy cắt nhôm này nặng khoảng 10 mấy ký đó, nói chung là bán giá dây chai luôn nha anh em nha. Cái bán này bán cho anh em 400.000, máy chạy hơi yếu nha anh em nha. Đó, cái cây này là máy Nhật nè anh em nha, máy là máy Nhật, điện 100V nè đó. Ủa điện này, con này điện 220 anh em ơi, nó con này điện 220, gắn lộn điện 100, con này điện 220, con này điện 220 nha đó, con này điện 220 không phải điện 100V nha. Máy này máy máy dạng như máy cắt nhôm anh em, made in Japan luôn nè, máy chạy ok hết trơn mà bán cho anh em giá rẻ luôn, bán cho anh em cây này lúc trước là hình như ai mua rồi mà bỏ cọc quá nè, hồi đó nó bán 800, hôm nay bán anh em 400 thôi. Nó 400 cho con máy 1600W này ha, 1600W, máy cắt nhôm nha, đâu còn trong kho lọt căng cây mà em không nhớ nữa, rồi em để tùm lum chân, giờ em bán bỏ luôn xa 400.000 luôn nha, nặng 10 mấy ký nha đó, 10 mấy ký thì 1 ký nó có 60.000 nè, ở 40.000 ký chứ. Lo thì em có là mấy cái dòng lo nè, lo này lo coi 100 anh em ha, lo coi 100 từ 220 coi 100, mã là LX1590. Rồi con này bán anh em giá là 1.900.000, hôm trước 2.000.000 giảm 1.900.000, hôm nay giảm cho em còn 1.800.000. Con này là đồng bộ là có hai cặp luôn nha, nó có series trên cái sườn luôn đây nè, có mã series trên cái màn luôn chứ anh em, series trên cái màn này ha, giá rẻ luôn, nó chỉ có 1.800.000 thôi một cặp nha, 40 từ 220 coi 100, có đồng bộ hai cặp cho anh em về gáp lo luôn, hoặc là mấy cái bát bên đây, bát từ 220 coi 100 của Sơn Tùng gì nữa nè đó, thì bán con em giá là 1.700.000, quá hợp lý luôn, 1.700.000 quá hợp lý chưa đó. Gin là 1.700.000, như là một cặp này, một cặp RCF này, một cái gin một cái không nè đó. RCF này bán cho anh em 1.500.000 luôn, bát 40 từ 220 là con 100, bát 40 làm súp được, làm full được. Còn nếu em bán lẻ một cái này em bán em 600.000 một cái ha, có 800.000, xin lỗi anh em, 800.000 một cái nha. RCF từ 220 coi 100, 800.000 thì anh em về làm súp được, làm full được, bát 40 nha. Hoặc là cái dòng Nestle, Nestle này thì em có một cái để riêng ở ngoài để quay cho anh em, Nestle bát 40 từ 190 coi 75, đây là cái bát mới nha anh em nha. Đó, bát này là bát mới, giá là 1.900.000 cho một cặp ha, 1.900.000 về anh em gáp lo phi thiền, hoặc là ở đây khá là ok nha, đưa tất âm rất là sáng nha. Cái dòng Nestle này thì cái màn nó là màn bóng và nó có cái chống nước được anh em nha, cái màn này chống nước cũng khá tốt nè, mưa tạt vô thì không có bị hư giấy này. Rồi bát RCF nè, không riêng nè, 1.500.000 một cặp, lẻ thì một cái là 600.000, đây là một cặp bát bãi nè, có thun bảo vệ từ, bát zin đẹp luôn, giảm có 1.700.000. Em còn mấy cặp 40 rất là nhiều, thì anh em alo em nó thanh lý cho hết cái lô này. Tại lý do là sao lúc này mà bán cái lo chậm là do là thời tiết khí hậu là đang mưa bão anh em, nó mưa bão rồi thêm mà em bán giá lo mới đó, nó rất là hợp lý, lo mới mà nó rất hợp lý rồi, bởi vì lo cũ mình bán hơi chậm anh em nha. Mấy cấu hình này là em đang gáp cho khách là cấu hình quả tiễn, thì anh em có thể là tham khảo cấu hình này, cấu hình này thì em đang gáp giá là 33 triệu ha, sử dụng là một cặp quả tiễn 30 đôi, một cặp súp PSD, một con mixer MSX8-2, một bộ micro mới, nói chung là vàng là chỉ có món này cũ nè anh em, món này là món cũ thôi, và một cây vang số, một cây vang số X5 là vang số 7 thôi, men G1600 mới, bộ micro mới, tủ máy mới, dây 4 ruột mới, thì anh em có thể tham khảo alo giùm em ha. Cấu hình này em đang gáp giá là 33 triệu. Cặp quả tiễn này thì em đang gáp cặp quả tiễn giá rẻ anh em nha, 10 triệu đồng một cặp, bán lẻ một chiếc là 5 triệu ha, sử dụng là bát 30 Nestle chép và chép RCF, đưa tiếng ra rất là sáng anh em nha, nó dòng này ra tiếng rất là sáng, em mới test hôm qua đó. Súp thì súp BSD, nó anh em mua vỏ thì có vỏ cho anh em luôn nha,
có vỏ đầy đủ cho anh em hết. Vỏ BSD này giá là 4.200.000 cho một cặp. Và cặp vỏ quả tiễn này là giá là 3.800.000. Quả tiễn này là loại cao cấp anh em nha. Nè, loại cao cấp nè, nó có miếng sắt ở đây rất là đẹp, giống như là lo bãi anh em nha. Nè, miếng sắt đây ha. Anh em coi nước sơn nè, nước sơn rất là đẹp. Nó hơi chá thôi. Đó, có lưới chống bụi đầy đủ. Vỏ này là vỏ đít bầu của anh em nha, chứ không phải là cái vỏ đít đây. Mẫu này là mẫu đít bầu của anh em, chứ không phải là mẫu bắt cạnh nha. Đó. Đít là đít bầu, anh em thấy không? Rất là đẹp, giống y như lo bãi luôn, mà giá nó chỉ có 3.800.000 một cặp. Vỏ BSD, vỏ BSD giá là 4.200.000. Vỏ súp đôi nha, vỏ súp đôi 50, súp đôi 50 nè. Quay thì nó có bọc, nó hơi chá nắng, tại vì trong kho mà mình để phải bọc cho để như thế này, để mai chị em cắt ra một hai cái để cho anh em tham khảo phía ngoài ha. Thì vỏ này giá bán của nó là 4.200.000 luôn anh em. Vỏ súp đôi mà giá chỉ có 4.200.000 thôi nha. Lúc này là em đang nhập xưởng nè anh em. Nhập về giá xưởng, em đạp cái kho lớn lên, em nhập lo về giá bán lẻ bán sỉ cho anh em ha. Nếu mà anh em có mua sỉ thì em sẽ bỏ sỉ ra cho anh em luôn. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Quả tiễn 40 nè. À đây, phía bên kia, hoặc là quả tiễn nè, bên đây. Chung là đầy một kho luôn rồi đó anh em. Nhập về giá kho thì anh em biết mà, em bán hàng thì giá kho nó sẽ tới rất là tốt cho anh em nha. Nó rất là tốt. Phi thuyền quả tiễn tên lửa lo 40 đó, lo 40. Vỏ lo, vỏ lo 40 ha. Vỏ lo 30, vỏ lo nestle, vỏ lo súp đều mình đều có ha. Đây là cái mẫu này là mẫu phi thuyền anh em. Phi thuyền này bán anh em 3.000.000 một cặp. Phi thuyền 30 đôi ha. Phi thuyền 40 đôi giá là 3.200.000 luôn. Đó. Thì có đi giao cho anh em. Nếu mà anh em thợ thì có thể lấy giá cực kỳ tốt nữa nha. Nếu mà mình lấy số lượng, mình lấy khoảng 5 cặp thì em có thể đi giao cho anh em và có giá xưởng cho anh em luôn nha. Thì giá là cũng bằng giá anh em đi lấy tới xưởng luôn. Nó bỏ cho anh em lại giá rất là tốt nha. Thì nói chung là em cũng chuẩn bị là thêm kinh doanh cái mảng là phân phối vỏ lo anh em. Thì mình nhập về số lượng thì mình bán giá sẽ là giá sỉ anh em nha, chứ không bán giá lẻ nha. Đó. Thì giá sỉ thì nó sẽ tốt hơn giá lẻ nha. Mấy vỏ lo còn rất là nhiều nè, anh em mua mọi mẫu nào alo em ha. Lo súp 50, lo nestle, lo 300B ha. Vỏ lo đầy đủ hết. Và anh em thấy cái mẫu quả tiễn này em thấy rất là ưng ý nha. Cái nhập về cái xưởng này thì em nhập về thì em thấy khá là ưng ý, rất là đẹp. Giờ nước sơn rất là dày dặn anh em nha. Chất âm thì ra khá là ok. Nó dàn nhạc thì gáp bao nhiêu tiền thì cũng alo em. Em có nhiều thiết bị lắm để gáp cho anh em ha. Men mới, men cũ, lo mới, lo cũ đều có. Và mấy cái cặp neo này nè, mấy cặp neo này qua cho anh em nè ha. Mấy cặp neo 50 neo ha. 50 neo này thì đang bán cho anh em với giá là 2.900.000. 50 neo Thái nha. Có làm con rồi, hoạt động tốt. Đây, 1000W một pin. Đó. 1000W một cho một chiếc nha anh em ha. 1000W cho một chiếc thì công suất nó phải là 1500 mới quýnh nổi con này nha. Có làm con rồi, hoạt động tốt, giá là 2.900.000. Còn một cái RCF lẻ nè anh em. RCF lẻ có dán cổ con lại rồi nha anh em nha. Cái này là do em dán nha. Dán cổ con lại rồi, giá bán cho anh em một chiếc này là 1.000.000 đồng ha. RCF bát súp 50 ha, màn rất là đẹp nè. Từ 220 con 100, giá là 1.000.000 đồng cho một chiếc. Còn một cặp này là 2.000.000. Cặp này 2.000.000. Cặp này 2.000.000 nha anh em nha. Bát 50 của JBL này ha. JBL từ 220 là con 100 nha. Giá là 2.000.000 đồng cho một cặp. Và súp 40 thành phẩm nè. Mẫu tên lửa 30. Và đây là còn cặp phi thuyền nha anh em. Phi thuyền này quay cũng khá là nhiều clip rồi ha. Phi thuyền này bán 7.000.000. Sử dụng là bát 40 từ 190, coi là con 75 ha. Con 75 nha. Và đây, đây là có tem của em luôn, dán vô ha. Đó. Qua sử dụng nha anh em ha. Cặp này là cặp qua sử dụng, giá là 7.000.000 đồng. Hai chép 450. Và đây là cái cặp súp mới. Súp mới thì em đang gáp với giá là 5.700.000 ha. Có bánh xe này đủ tặng cho anh em luôn. Vỏ mới và bát mới nha. Bát mới, vỏ mới. À, bát là bát RCF từ 220 và con 100, vỏ mới 100% ha. Thì em lúc này thì không có nhập được cái lô vỏ cũ nữa anh em, thì mình bán đồ mới anh em nha. Đồ cũ thì còn phía bên này khá là nhiều. Đồ cũ thì có là vỏ ở đây. Vỏ ở đây này thì giá bán cho anh em là một cặp là 1.900.000, bán anh em 1.800.000 luôn, có sơn tay đẹp vào cho anh em nha. Và cấu hình dàn nhạc bên đây là cấu hình 40.000.000. 40.000.000 sử dụng là một mixer Sorab nè, MFX8-2. Một con quản lý nguồn mới giá 1.100.000 này ha. Một cây van số X6, một bộ micro Sure, một con men nguồn sung đánh môi to và một con men 4 kênh ha. Một tủ máy này là 2.700.000 nha. Tủ máy này khóa bốm 12U, giá là 2.700.000.
một cặp monitor, em kể giá anh em nghe nha. Một cặp monitor này thì bán giá là 4,2 triệu, cũng là gáp mới. Một cặp súp 5,7 triệu gáp mới. Một cặp array full này là bảo đảm em là mới hết, chép là chép RCF ha. Bass là bass Nestle. Vỏ này thì vỏ cũ anh em, nhưng mà sơn lại rất là đẹp, đẹp như mới. Sơn tay là rất là đẹp nha. Đó, anh em cần mua lẻ thì em bán lẻ, mua chẵn bán chẵn nha anh em ha. Vỏ lo thì anh em mua món nào bán món đó ha. Xe đạp điện thì có mấy chiếc anh em. Đó, còn mấy chiếc ha. Chiếc xe này là 6 triệu một chiếc nè em. Đó, anh em ha. 6 triệu một chiếc, xe nhỏ gọn, xe mới nha, bảo hành 1 năm. Đó, chiếc này cũng là xe mới. 9 triệu. Chiếc son xui hai sườn bên kia là giá là 9,5 triệu. Xe cũ thì mấy chiếc là dọn rồi anh em, gắn bình vô là chạy thôi. 3,5 triệu cho một chiếc. Đó, đó, bên kia là 3,5 triệu một chiếc. Và xe chưa dọn thì nằm phía bên đây anh em nha. Nó xe bên đây là chưa có dọn. Thì em muốn dọn chiếc nào em dẫn chiếc đó cho anh em ha. Đó. Và phía bên đây thì còn mấy chiếc xe đạp điện mới anh em nha. Mấy chiếc này là thắng đĩa nè. Thắng là thắng đĩa nha, 11 triệu một chiếc. Đó, 11 triệu một chiếc ha. Em còn hai chiếc màu, một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh. Chiếc này là 9,5 triệu, mẫu hai sườn và mẫu 8 triệu. Mẫu 8 triệu là mẫu bên đây. Đó, mẫu bên đây là mẫu 8 triệu anh em ha. Thì anh em có mua xe đạp điện hoặc là có mua dàn nhạc thì em cũng thể là đi giao cho anh em. Và anh em mà cần bán thì cũng có xe để lấy cho anh em nha. Đó, có chiếc xe để em đi lấy hàng cho anh em, giao hàng tận nhà cho anh em luôn ha. Đó, bảo đảm là uy tín chất lượng. Thì cuối video thì anh em cho em xin một like, một đăng ký. Thì anh em cần ghép dàn nhạc hoặc là mua dàn nhạc hoặc là cứ qua kinh Tân Đồ Bãi anh em, cứ xem mấy cái clip thích cái dàn nào em sẽ ghép y cho anh em cái cấu hình như vậy ha, để anh em mà có một dàn nhạc sử dụng nha. Đồ lẻ thì anh em mua thì khoảng gửi shipper tầm khoảng 2-3 ngày anh em nha.